Đến nay, Đà Nẵng đã chuyển trạng thái bình thường mới, tuy nhiên thực tế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan vẫn rất lớn. Bởi thành phố là đầu mối giao thương, lượng người về từ vùng có dịch đang tăng lên. Để thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả COVID-19, thì việc siết chặt kiểm soát ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập là yêu cầu quan trọng đặt ra lúc này. Đây là vùng cách ly y tế được phường Khuê Mỹ thiết lập ngay sau khi phát hiện một trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, qua giám sát, xác định trường hợp này về từ vùng có dịch, nên địa phương đã quyết định cách ly tại nhà. Mặc dù đã cam kết nhưng người này không tuân thủ cách ly mà di chuyển nhiều nơi và sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19. Đối với những trường hợp này thì chủ yếu là do cái tính tự giác của người tự cách ly. Còn chúng ta thì về mặt chính quyền sở tại thì cũng giao cho tổ COVID cộng đồng và cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra, giám sát, qua thử có di chuyển trong quá trình cách ly tại nhà hay không. Phong tỏa hẹp nhưng xét nghiệm diện rộng, ngay sau khi phát hiện ca bệnh, phường Khuê Mỹ đã tiến hành xét nghiệm 235 người dân sống tại khu vực và tất cả đều âm tính. Từ trường hợp này cho thấy nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng hiện rất lớn. Khi mỗi ngày có nhiều người từ vùng có dịch về Đà Nẵng, theo quy định hiện nay các trường hợp này phải cách ly tại nhà. Người mà thành phố Hồ Chí Minh về thì cũng có một cái danh sách cũng như là họ tới họ khai báo thì mình tiếp nhận. Bây giờ là mình tiếp nhận mà mình lấy mẫu tại trạm y tế, của mình cũng phân độ 1, độ 2 và độ 3, độ 4. Thì những trường hợp mà độ 4 thì mình là cách ly tại nhà tuyệt đối 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Chúng tôi sẽ chuyển từ cái xét nghiệm 50% đại diện hộ gia đình sang cái xét nghiệm ở những nguy cơ cao, những người vùng dịch về thì chúng tôi tất cả phối hợp với ở phường, địa phương là xem những người nào ở vùng dịch về và địa phương khác về, chúng tôi triển khai xét nghiệm. Thì qua đợt rồi chúng tôi xét nghiệm được là trên 700. Đến nay Đà Nẵng ghi nhận khoảng 70 ca mắc COVID-19 là người về từ các địa phương khác, trong đó chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh với 51 ca bệnh. Trước thực tế, một số trường hợp về từ vùng có dịch nhưng đã không thực hiện đúng việc cách ly tại nhà, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu xử lý ở mức cao nhất đối với các trường hợp vi phạm quy định cách ly. Giao cho công an thành phố chủ trì cùng với các quận huyện xử phạt một cách kịch khung đối với những trường hợp vi phạm. Nếu cần thiết, nếu anh gây ra các hậu quả xã hội nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế thì có thể là truy tố hình sự, chứ không phải dừng ở chỗ hành chính không đâu. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong điều kiện bình thường mới, việc kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập và lây lan vào thành phố là yêu cầu quan trọng lúc này.